Chào các bạn. Mấy bữa rồi các bạn có hỏi mình là UHD 770 ở trên những con CPU đời mới Gen 12 của Intel có mạnh hay không. Hôm nay thì mình đang có gắn bên trong cái combo của mình một con coi 72700K. Hôm bữa mình có test cho các bạn rồi mà mình quên vừa có test RGB. Và thiệt ra thì mình cũng có tìm được một cái main nó cũng khá là phân phân và hài hước, là một cái main ITX của ASUS. Kẹp theo đó là một cái, họ cũng có gửi cho tụi mình nè, một cái bộ fan tản nhiệt AEO trông khá là đẹp các bạn ha. Nên là mình cũng lắp vô bên trong cái dàn này luôn để tiện mình test cho cái con 12700K coi là RGBU của nó có mạnh hay không. Thì xin mời các bạn hãy đi sâu video để tìm hiểu với mình sức mạnh của UHD 770. Nếu như các bạn xài không Vega thì nó có mạnh hay không, và nó có xứng đáng cho các bạn bỏ tiền để đầu tư hay không nha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok các bạn, thì trước tiên mình điểm qua cho các bạn về cái cấu hình chút xíu ha. Đầu tiên là CPU thì mình xài là Intel Core i7-12700K với 10x16 luôn. Chúng ta sẽ có 4.9GHz ở trên nhân lớn, còn 3.8GHz ở trên nhân nhỏ. Kèm theo đó là mình sẽ sử dụng một con tảng là Rockstrip LC2, RAT là 360 ARGB. Đây là một con tảng mới ra của ASUS ha. Và theo những gì mà mình có trải nghiệm thì đây là một con tảng có hiệu năng tảng rất tốt và có thể gọi là tương đương so với con Ryzen 2 hôm bữa mình có trải nghiệm. Về mainboard thì mình sử dụng ở đây là một con Rockstrip Z690i Gaming Wi-Fi. Điểm qua một chút về các đặc điểm nổi bật của em này xíu nha. Đầu tiên, con này nó sẽ có 10+1 phay điện ProCool 2, rất cao cấp. Bên cạnh đó thì bạn sẽ có Wi-Fi 6E nè, sẽ có LAN 2.5G, bạn sẽ được support HDMI 2.1, DP 1.4, DisplayPort 1.4 ấy, và hai khe SSD M2 xếp chồng lên trên nhau trông khá là đặc dị. Được một cái là ASUS đó, họ rất là chịu để thay đổi những cái công nghệ mới, họ không có gắn những cái khe SSD M2 ở mặt sau main. Vì vậy á, thay vì cái việc là SSD nó sẽ phải tản nhiệt thụ động ở cái mặt sau của cái cây của các bạn, thì bây giờ SSD cũng sẽ được hưởng ké cái luồng gió nếu mà các bạn sử dụng những cái tảng top down. Đấy, vậy nên là nó sẽ mát hơn bình thường. Bên cạnh đó là có một cái khá là đặc biệt ở trên con main này, thì bạn có thể thấy là chúng ta có hai cái đầu đực USB-C đúng không? Thì đây là hai cái đầu mà các bạn có thể gắn thêm một cái gọi là gì ta, một cái thẻ extend hả, để cho các bạn có thể lắp thêm rất là nhiều thiết bị SATA vào trong đây. Thì mình thấy đây là một cách làm khá là sáng tạo của ASUS đó. Ví dụ như bạn nào mà cần gắn thêm rất là nhiều thiết bị SATA thì bạn có thể gắn thêm cái thẻ đó, thì ASUS không có tặng sẵn cho các bạn ở ngay bên trong cái main luôn. Chúng ta có một con main Z690 đúng không? Thì nó hỗ trợ cho các bạn những cổng kết nối cao cấp nhất, đó là Thunderbolt 4, với tốc độ cực kỳ nhanh, và thời điểm hiện tại mình có thể tận dụng nó để có thể copy những cái file cực kỳ lớn với tốc độ cực kỳ khủng. Và cuối cùng là thành phần thứ ba mình sử dụng ở trên con mainboard này, đó chính là một kit RAM Ripjaw DRAM5 Burst 5200MHz. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy đi sâu vào những bài test đầu tiên của tụi mình nhé. Trước khi mà đi vào những bài test của mình thì mình xin được phép rào trước cho các bạn. Nguyên một cái hệ thống này của mình không hề có tool hay là mình cũng chả có hề tối ưu hiệu năng của nó. Mình chỉ để stock mình chạy thôi. Duy nhất có một thao tác mình làm để tối ưu hiệu năng cho cái hệ thống này, đó là mình bật XMP của thanh RAM này lên max burst. Thế thôi, chứ mình không có ép sum, mình cũng chả có can thiệp gì vào cái hiệu năng của con CPU cả. Để chúng ta chạy stock để coi là UHD 770, khi mà các bạn mua về, bạn xài stock nó có ổn định hay không. Đi tới những cái bài test đầu tiên là những bài test game của tụi mình. Thì đây, mình đang có test cho các bạn bài đầu tiên, đó là 3D Max Time Spy. Tại vì thiệt ra hồi trước mình cũng đã test 3D Max Time Spy ở trên con Core i5-12600K rồi. Và sau khi mình chấm ra cái điểm 3D Max Time Spy để mình coi là giữa i5-12600K với lại 12700K thì điểm của hai con UHD 770 nó có tương đồng giống như nhau hay không. Thì cái số điểm mình chấm ở trên đây thì mình thấy là nó khá là tương đồng so với con Core i5-12600K. Và cái số điểm nó cũng ngang ngửa so với con GT 740. Và theo như mình thấy là đây là một cái số điểm khá là cao để cho các bạn có thể chơi được những tựa game eSports. Còn tựa game AAA thì như thế nào? Đây mình cũng đang chấm cho các bạn luôn, tựa game Shadow of Tomb Raider. Thì các bạn thấy là cuối bài test Shadow of Tomb Raider với Full HD và Low Setting, Low Setting ấy nha, thấp nhất có thể, thì nó chỉ cho ra khoảng 18fps mà thôi. Và theo như mình đánh giá là đây là một cái mức FPS nó chơi khá là khổ các bạn. Vậy nên là nếu như bạn nào mua độc riêng một cái combo như thế này về đó, bạn ngồi bạn chơi game AAA ha, thì rõ ràng là không nên. Vậy thì khi mà các bạn chơi game eSports thì như thế nào? Ở đây mình có chấm cho bạn cả hai tựa game eSports các bạn chơi rất là nhiều thời điểm hiện nay, đó là Valorant và CSGO. Đối với Valorant ấy, thì mình hơi gặp vấn đề một chút với driver của cái con UHD này. Khi mà mình mở Valorant lên và mình sử dụng cái driver mặc định mà Windows nó có nhận thì cái UHD 770 của chúng ta nó còn không thèm chạy nữa các bạn, vậy nên là mình không thể nào lát được vào game. Tuy nhiên là sau khi mà mình cập nhật thủ công lên thì mình vào Valorant thì chơi rất là mượt ở cái mức setting thấp nhất, và Valorant nó cho ra chúng ta một mức FPS trung bình nằm ở 157 FPS. Và nếu như bạn build cái cấu hình như thế này để bạn chơi trên những cái màn hình 144Hz thì nó vẫn đủ để cho các bạn có thể đáp ứng được cái nhu cầu về gaming Valorant trên những cái màn hình tần số quét cao.
Tuy nhiên là sang CSGO thì nó lại khác các bạn. Tại vì CSGO là một tựa game mặc dù cũng là eSports, cũng là FPS, cũng được gọi là nhẹ đấy, nhưng mà nó cũng nặng hơn là Valorant. Vậy nên là FPS trung bình chúng ta trả ra nó thấp hơn chút xíu. Bây giờ chúng ta chỉ có được 74 FPS trung bình thôi. Đối với những bạn nào mà chơi tựa game này với cái mức là competitive ấy, tức là giống như mình là setting lowest, tất cả mọi thứ tắt hết, thì bạn sẽ thấy là cái mức FPS này trả ra nó không đủ để các bạn có thể leo rank. Nhưng nó lại đủ cho các bạn nào chơi game CSGO với cái mức là chill chill, chơi chơi đi giải trí thì cũng rất là ổn đó các bạn ha. Ok, thì chơi game thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Mặc dù là chơi chip quay không ok, chơi eSports ok, nhưng mà một cái bộ không Vega mà lại sử dụng i7 thì người ta build về để làm cái gì? Người ta không có build một cấu hình như thế này về để người ta sử dụng để chơi game không các bạn. Người ta còn sử dụng để làm việc. Và đặc biệt đối với những bộ máy ITX thì đa phần mọi người sẽ sử dụng những cái tác vụ làm việc với multimedia. Và quan trọng nhất là các bạn sẽ sử dụng với lại cái bộ công cụ Adobe. Đặc biệt ở đây là Adobe Premiere đúng không? Thì mình cũng có sử dụng qua Adobe Premiere với những cái preset 4K 60fps, cũng sử dụng chính cái sụt mà tụi mình đang quay cho các bạn xem luôn ấy. Thì khá là bất ngờ các bạn. Lúc mới đầu mình import file vô á, thì mình chỉ preview ở trên cái file thô thôi, thì mình thấy wow, nó mượt kinh khủng luôn các bạn. Target FPS là 60 đúng không? Thì cái con máy này nó chạy chúng ta 58-59fps, nó không hề drop frame luôn, cực kỳ mượt. Nhưng mà câu chuyện nó khác đi khi mà mình để full scale 4K 60fps và mình add thêm một ít layer màu vào đó nữa, và thêm một vài cái transition, tức là thêm một vài cái hiệu ứng chuyển cảnh, thì nó giảm xuống đâu đó vào khoảng 30fps thôi. Thì nó cũng hơi drop chút xíu, và đôi lúc nha, nó drop xuống tận khoảng 13-15fps. Tuy là FPS nó bị drop xuống rất nhiều nhưng mà các bạn sẽ không thấy nó bị quá giật. Nó vẫn nằm ở cái mức đó và nó nằm giữ hoài luôn, nó không có drop xuống kiểu drop xuống 0, drop xuống 2, drop xuống 3 rồi nó nhảy lên lại mười mấy. Tức là đã drop xuống mười mấy là nó cứ chạy khoảng mười mấy hoài. Đấy. Tuy nhiên là khi mà các bạn để ở scale 1/2, tức là lúc này bạn scale ở 2K 60fps thì bạn chạy, mặc dù là mình add thêm layer màu, nhưng mà cái hệ thống của chúng ta cũng trả ra cho chúng ta một cái lượng FPS rất ổn định, khoảng 5x FPS, khoảng 50 mấy FPS. Nói chung là nếu như bạn sử dụng cái bộ này để bạn ngồi bạn editing video 4K hoặc là 2K, hoặc là thậm chí với những cái sụt nó còn thấp hơn là Full HD, thì bạn yên tâm luôn, preview cực kỳ mượt. Còn thiệt tình ra nếu mà bạn mua cái bộ này về để bạn render thì có lẽ là bạn sẽ cần phải chú ý thêm nhiều vấn đề khác, ví dụ như là nhiệt và cũng như là khả năng tỏa nhiệt của cái dàn VRM trên đây. Đây thì mình đang test cho các bạn về RAM 95. Đối với RAM 95 thì mình set ở Small FFT, tức là để cái con CPU nó chạy căng cực nhất. Thì các bạn có thể thấy là nó đang ăn khoảng hơn 190 mấy W, 99 W, thì khoảng 200 W đi. Chúng ta sẽ có nhiệt độ tỏa ra của dàn VRM nó khá là ảo ma Canada các bạn. Mình khá là lo lắng về cái vấn đề này. Tại vì thiệt ra đối với những cái con ITX mà chỉ có khoảng 10 hoặc là 11 phase như thế này, thì lẽ ra mức nhiệt độ của nó phải nằm ở cái khoảng 60-70 độ C. Nhưng mà nhiệt các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây, nó chỉ có max ping là 48 độ C. Mình không biết là do cái thiết bị đo của mình nó bị hỏng hay là do cái dàn VRM này thực sự nó mát nữa. Và nếu như các bạn cộng trừ khoảng 10-20 độ C và các bạn bỏ bên trong một cái case ITX nhỏ xíu á, và bạn còn cộng trừ thêm cái phần nhiệt độ mà sẽ được làm mát bởi cái fan, mà thường các bạn sử dụng ITX ha, bạn sẽ sử dụng một cái fan là fan top down đúng không, thì nó sẽ làm mát thêm cho cái dàn VRM này của bạn, thì đâu đó cái dàn VRM nó sẽ nằm ở cái mức khoảng hơn 60 độ C. Thì đây là một cái mức nhiệt độ vô cùng là lý tưởng. Vậy là rõ ràng đó, như bạn mua nguyên cái bộ này về để bạn sử dụng cho công việc ha, và bạn sử dụng cho giải trí sương sương, thì rõ ràng nó rất là phù hợp. Và chốt lại đi, theo như mình đánh giá về cả cái phần test game cũng như là cả cái phần test hiệu năng của mình thì nó như sau. Chơi game á, thì nó nằm ở cái mức là trung bình ha, trung bình thôi chứ nó cũng không được khá nữa. Nhưng nếu như bạn so với lại chính nó của đời trước, đó là 11.700K, thì các bạn rõ ràng có thể thấy được là FPS nó cao hơn. Đấy, nó có cải thiện, nhưng mà nếu bạn so với lại đối thủ trong cùng tầm giá của nó, không cùng tầm giá được, có thể là bạn so với lại những con 5700G đấy, thì có lẽ là hiệu năng sử dụng không card để chơi game nó sẽ thua sút một chút đấy. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cho những tác vụ về làm việc thì rõ ràng cả về nhiệt, cả về hiệu quả sử dụng thì nó rất là mượt, rất là đã. Và nếu như bạn đang có nhu cầu build một cái bộ máy không Vega, nhỏ gọn ITX, thì đây chắc chắn sẽ là một cái bộ máy thực sự là cũng dành cho bạn đấy. Và nếu như mình cũng có nhu cầu build ITX thì mình cũng sẽ hướng tới cái bộ như thế này. Khá là hoàn hảo các bạn. Thì cũng có một số anh em cameraman ở trong đây cũng nói là cái bộ này trông nó rất là đẹp, rất là thoải mái, rất là mảnh khảnh để cho các bạn có thể là sử dụng để mang đi đây đó trong nhà đấy, mà cũng rất là phù hợp đúng không? Rồi, vậy đó là tất cả những gì mà mình trải nghiệm cho các bạn về
nguyên một cái hệ thống này, setup rất là dị hợm của tụi mình, để trên một cái pen ha, cái main nhỏ xíu. Rồi bên trong đây có một con coi 7-12-700K, kẹp thêm đó là một cái tảng AO. Mình nghĩ là chắc cũng chả có ai build ATX mà sử dụng như thế này đâu các bạn. Các bạn sẽ sử dụng một cái tảng top down đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái bộ này? Các bạn có thấy nó hứng thú hay không? Các bạn để lại comment phía dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mình đã xem video đến tận giờ phút này. Đừng quên like, share video với bạn bè và để lại cho mình một subscribe, nhanh một sự ghi nhận nha. Tụi mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.